tôi bảo mày không 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 phải rồi đúng rồi đó thì muốn muốn đi đi muốn đi hôm tia đó cho một tay một cái của khơi làm phẳng đủ thế à thôi khai sinh khai sinh hay cái anh cái này muốn hay cái này đi anh tưởng bao gì bận đi muộn đấy à bay 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 mà thùng mía mà một đây à phải một tấm gạo đang chứ cái phải một phơi chồng là này à một đang đấy một đang có đi đâu đâu mà những mùi nào sai bị bầy răng đấy mà sao la đó la mà nó hấp hồn la mà nó thấy nhạt la ôi kiên mùi đó bột răng nó lơ thịt nó mà nó prê bài tân nạc như lõ nè cắt nó lúc một ba nè đây 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 mùi 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 bên đây à đây không mà thông thông mà không tôi ngoài tân nạc đấy à bằng chết ở lên này chưa làm nạc nữa mới à นี่ๆๆ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 ๆ
chập trong sân mô. Chúng ta mất nửa vào đó là mưa à? Chợ khoai à? Chứ làm cho em rồi. Thôi mày, mà khoai à? Phú mừng bọc khoai đâu? Chợ bọc khoai à? Chợ bọc khoai à? Phú viết, mỗi khi mưa thịt ạ? Mỗi khi mưa thịt bởi đàn. Cả nó rồi. Ủa, đặt đó thì. Ủa, thôi mà khoai cho ăn được chết rồi. Em là thịt à? Ủa, anh cứ xa hơi và la đi hả? Không biết là mình tiết rồi. Chào ông. Ba chiếc đập rồi. Này rõ ra. Xin xin bỏ đi anh nhỉ. Mồm phân tân uống à.
cầu ra mà chết 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 ngồi có em thôi mà Yeah.